Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học bài Choosing an outfit for a party. Outfit là bộ đồ mọi người. Choosing là lựa chọn đồ for a party là cho bữa tiệc. Allison, I don't know, tôi không biết what to wear, mặc gì at the Melanie's party, ở cái bữa tiệc của Melanie. It's going to be, nó là một cái house party, là một cái bữa tiệc tại nhà. So, vì vậy, I need a cool casual outfit, một bộ đồ casual là bình thường á, đồ thường thôi, không phải là dạ hội hay là gì hết. Cool là nhìn nó ngầu một chút xíu. It shouldn't be that difficult. Nó sẽ không có khó như vậy đâu, không có gì khó đâu ha. You have, bạn có many, so many styles and trendy clothes. Những cái bộ đồ stylish là có phong cách, and trendy là hợp thời trang. Bạn có nhiều cái đồ rất là phong cách và hợp thời trang. But I don't know, nhưng tôi không biết what to choose, lựa chọn cái gì, and how to match them, và làm sao để phối nó, phối đồ for the best look, để mà trông đẹp nhất. I was thinking, tôi đang nghĩ of wearing, mặc this pleated skirt. Skirt là cái váy ngắn mà xếp nếp, xếp ly mà. I bought it last week, tôi đã mua tuần trước. What do you think about it? Bạn nghĩ gì về nó? Bạn nghĩ như nào đó? I think, tôi nghĩ it's out of fashion. Out of fashion là nó bị lỗi thời mà ha. Tức là nó không có còn thời trang nữa. And it's too long, nó quá là dài and large và rộng. It doesn't suit you, nó không có phù hợp với bạn đâu. It makes you look uncool, nó làm cho bạn trông không có ngầu gì hết á. I guess you're right, tôi đoán là bạn đúng đó, tôi nghĩ bạn đúng đó. Maybe, có lẽ it was a wrong choice. Wrong là sai, right choice là lựa chọn, cái lựa chọn sai. What did you say, bạn nói như thế nào about this high-waisted? Waist là cái thắt lưng, high là cao mà nó quần cạp cao mà cao, cái quần mặc cao trên thắt lưng. Jeans, tới quần jean lưng cao. Skirt, à váy jeans mà ha, cái váy jeans mà cao. It's actually very trendy, nó thì thực sự rất là trendy, là hợp thời. Because high waist, thắt lưng cao, is in style now, hiện tại đang là thời trang, là phong cách. You think so? Bạn nghĩ như vậy sao? Definitely là chắc chắn rồi, cái chữ này người ta hay xài mà ha. Definitely, chắc chắn mà, chắc chắn như vậy. We can add, chúng ta có thể thêm this big buckle belt, cái thắt lưng có hình cái khóa ha, bự này. Ok, what else should I put on? Put on tức là mặc vào. Shall là tôi nên mặc cái gì nữa, tôi sẽ mặc cái gì nữa. Let's pair it, hãy kèm nó và hãy phối nó đó. With this cropped. Crop là mình hay nói crop top, mọi người, nó bị cắt áo ngắn lên á. Long sleeve, long là dài, sleeve là tay. White là trắng, top là cái áo, cái top là cái áo. Tức cái áo mà tay dài màu trắng, crop là nó cắt ngang ở cái bụng á. Tức là cái áo này nó hở bụng á. It looks great, nó trông tuyệt. I love this blouse, tôi thích cái áo này. Because it's features, bởi vì nó làm nổi bật. Feature này là động từ. That big sleeve trend, cái phong cách tay dài mà mặc áo tay dài bự đó. This layer necklace, cái dây chuyền, layers này là tầng, cái dây chuyền tầng đó mọi người. Nó quấn nhiều vòng á, là layers necklace. Pairs perfectly, nó là kết hợp hoàn hảo, hoặc là nó rất là phù hợp với the top tail, với cái áo này. What a wonderful idea, thật là một ý tưởng tuyệt vời. It matches my new shoes, nó có hợp với cái đôi giày mới nữa. You look smashing, bạn trông thật là tuyệt vời. Đoạn chữ match này của mình có nghĩa thứ nhất là danh từ là que diêm, mình có là strike a match. Strike là đánh que diêm, bật diêm, người quẹt diêm á. Strike a match, hoặc match này có nghĩa là trận đấu, mình có là football match, trận đấu bóng đá. Hoặc là một cuộc hôn nhân, she has a good match, cô ấy có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nè, một cuộc hôn nhân tốt á. Hoặc là người, hoặc là vật giống nhau, động từ của nó là tương xứng, thích hợp. Ví dụ A matches B, A thì rất là hợp, rất là xứng với B. Idea là ý tưởng, hoặc là ý kiến. Ví dụ he is full of good ideas, anh ấy thì đầy những cái ý tưởng hay, ý kiến hay. Hoặc danh từ có nghĩa là sự tưởng tượng. I have no idea about it, tôi không có cái suy nghĩ gì về cái điều đó cả, hoặc là tôi không có cái ý tưởng gì về cái điều đó cả. Rồi, bây giờ mọi người sẽ cùng nghe hội thoại ha. Allison, I don't know what to wear at Melanie's party. It's going to be a house party, so I need a cool casual outfit. It shouldn't be that difficult. You have so many stylish and trendy clothes. But I don't know what to choose and how to match them for the best look. I was thinking of wearing this pleated skirt I bought last week. What do you think about it?
I think it's out of fashion, and it's too long and large. It doesn't suit you. It makes you look uncool. I guess you're right. Maybe it was a wrong choice. What do you say about this high-waisted jean skirt? It's actually very trendy, because high waist is in style now. You think so? Definitely. We can add this big buckle belt. Okay. What else should I put on? Let's pair it with this cropped long-sleeve white top. It looks great. I love this blouse because it features that big sleeve trend. This layered necklace pairs perfectly with the top, too. What a wonderful idea. It matches my new shoes. You look smashing. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Hy vọng rằng mỗi ngày mọi người sẽ học một chút xíu để cải thiện, nâng cao cái tiếng Anh của mình hơn nha. Mình xin